Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2019 thì chúng tôi có mặt ở đây ở ngay trước một cái trung tâm văn hóa của Trung Quốc nằm tại Berlin. Và như các bạn đã biết, một trung tâm tương tự như vậy cũng nằm ở Việt Nam, và có cái khi mà họ khai trương thì cũng có sự tham gia của những cán bộ cấp cao nhất hàng đầu của Việt Nam cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và vì sao Trung Quốc phải thành lập những trung tâm như thế này? Bởi vì ngoài cái việc phát triển kinh tế, họ muốn quảng bá văn hóa và muốn quảng bá cái về triết lý của họ đối với thế giới. Và một trong những điều đó là đạo Khổng và những cái văn hóa tương tự như vậy. Khi mà những cái văn hóa Trung Quốc họ tôn trọng về vấn đề, đề cao những vấn đề là phục tùng, tức là người dưới phục tùng người trên, thì cái điều đó nó hơi khác với văn hóa phương Tây, rất khác văn hóa phương Tây và các nước văn minh. Đấy là cái việc mà mỗi cá nhân đều có thể có quyền nói lên tiếng nói của mình. Và cái điều đó đã xảy ra ở Việt Nam của chúng ta trong thời gian vừa qua. Các bạn cũng đã biết, đang từ đầu tháng 7 đến nay đã xảy ra liên tục những cái va chạm và những cái tàu của Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hiện nay tàu Hải Dương 8 vẫn tiếp tục thăm dò vùng phía nam, biển phía nam của Việt Nam, đó là vùng bãi Tư Chính, mà nơi mà ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã công hàm phản đối với Trung Quốc về cái việc này. Tuy nhiên, cho đến nay thì trong cả cái quá trình vừa qua thì tại Việt Nam không hề có bất cứ một cái cuộc biểu tình nào đối với cái việc mà Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam một cách rất rõ ràng như vậy. Thì ngày hôm nay tại Hà Nội thì chúng ta chứng kiến cái cuộc biểu tình đầu tiên đã diễn ra, và các bạn có thể xem đây là hình ảnh cái cuộc biểu tình đầu tiên đã diễn ra trong ngày hôm nay ở Hà Nội. Đó là việc khoảng 10 người bạn trẻ của Việt Nam đã đứng trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và dương cao biểu ngữ và hét những câu đào đảo Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc rút ra khỏi lãnh hải Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam. Tuy cuộc biểu tình diễn ra trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 30 phút, nhưng những bạn trẻ này đã gây lên một tiếng vang rất lớn ở trong nước và quốc tế. Bởi vì với những cái trường hợp khi Việt Nam bị xâm phạm chủ quyền như vậy, những cái năm trước đây thì sẽ rất nhiều những người Việt Nam, hàng nghìn người Việt Nam tại nước ngoài cũng như hàng trăm nghìn người Việt Nam ở trong nước đã tham gia vào những đợt biểu tình tuần hành rất lớn. Nhưng hiện nay thì các bạn đã chứng kiến trong cả quá trình vừa qua không hề có cuộc biểu tình nào, mà chỉ có 10 bạn trẻ này ngày hôm nay đã đứng biểu tình trước cửa sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Và chắc chắn rằng những hình ảnh này ở trong nước, các bạn là báo chí trong nước cũng sẽ không đăng những hình ảnh này để các bạn biết. Chính vì vậy mà các bạn lại phải tìm hiểu thông qua những báo chí và truyền thông ở nước ngoài như chúng tôi, Thời báo DE hoặc là qua Đài Truyền hình Hoa Kỳ, Đài FA, FI và những cái blogger khác. Và trong cái thông tin mà cuộc biểu tình ngày hôm nay diễn ra thì ghi rất rõ là hồi tuần trước, ở thời điểm gần tròn một tháng tính từ khi đối đầu về bãi Tư Chính bắt đầu, vẫn chưa có cuộc biểu tình nào của người dân. Một số nhà hoạt động khi có nhận định rằng trong các năm trước người dân từng bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc, nhưng đổi lại là sự ngược đãi của chính quyền. Vì vậy giờ đây người dân có thái độ thờ ơ. Thế đây là cái nhận xét của một cái tờ báo là Đài Truyền hình Hoa Kỳ về cái cuộc biểu tình đó, và đúng như nguyện vọng và tâm tư của một số người trong nước và cả ở nước ngoài. Thì khi họ biểu tình những lần trước, họ đi biểu tình ở trong nước thì lại bị đàn áp rất dữ dội. Đó là hình ảnh mà các bạn có thể xem những cái biểu tình, cuộc biểu tình ở trong nước. Đây là do mật vụ Việt Nam, công an Việt Nam đã bắt giữ người biểu tình và đánh đập họ rất dã man và chở họ thả đâu đó mà không ai biết được. Thì đấy là cái điều rất tệ hại khi mà người dân nói lên tiếng nói ôn hòa để phản đối việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam thì lại bị chính quyền Việt Nam đàn áp và đánh đập dã man. Và điều đó là làm người dân Việt Nam rất thất vọng. Và khi đất nước lâm nguy như hiện nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục dùng hàng 80 chiếc tàu thuyền quần đảo ở ngoài khơi của bờ biển Việt Nam, thì người dân Việt Nam đã không đi biểu tình mà chỉ có 10 bạn trẻ đó thôi. Thì đây là hình ảnh mà các bạn thấy là có những người cảnh sát, có những người cán bộ an ninh mặc thường phục tóm cổ người dân và lôi vào đồn và đánh đập và nhốt, và thậm chí còn có những người bị những cái án tù rất lớn. Thế tại sao Việt Nam lại thuần phục, có vẻ như là thuần phục Trung Quốc như vậy, sợ biểu tình như vậy, mặc dù trong hiến pháp của Việt Nam có ghi là tự do biểu đạt, tự do lập hội và được quyền biểu tình. Thế nhưng mà luật Việt Nam chưa có về luật biểu tình. Chính vì vậy mà người dân Việt Nam đang bị chèn ép rất nặng nề khi họ biểu đạt những cái tự do ngôn luận của họ như vậy. Và không những thế mà chúng ta có thấy những hình ảnh khác mà cái người dân Việt Nam đi biểu tình, và kể cả cháu nhỏ đã bị những cái
cán bộ an ninh công an Việt Nam đánh đập rất dã man như thế này. Đây cụ thể đây là hình ảnh biểu tình của cái người một cái người phụ nữ và đi cùng con nhỏ đã bị đánh chảy máu ra, bởi vì họ chỉ bị biểu tình phản đối về ô nhiễm môi trường mà thôi, chứ chưa phải là phản đối Trung Quốc, mà đã bị đánh đập như thế này. Thì các bạn thấy những cái trường hợp như thế này, những cái cảnh như thế này rất là đau lòng đối với người dân Việt Nam, và kể cả đặc biệt là với kiều bào ở nước ngoài, họ không thể tưởng tượng được tại sao Việt Nam lại đối xử với công dân của mình như thế, khi họ chỉ phản biểu tình và họ phản đối ôn hòa về một cái điều mà rất bức xúc trong xã hội, đó là về môi trường, về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và đương nhiên những cái việc mà biểu tình như vậy thì diễn ra trong thời gian qua là rất ít và thường bị đàn áp. Chính vì vậy mà chỉ còn một số các bạn trẻ rất nhiệt tình, và các bạn đã ngày hôm nay đã có mặt ở ngay trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc để hô vang những khẩu hiệu là phản đối Trung Quốc tập trận trái phép ở Hoàng Sa. Thì đây là cái điều mà rất hết sức là bình thường, bởi vì là khi mà Trung Quốc đưa tàu chiến vào Hoàng Sa là cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mà Việt Nam trước sau vẫn nói như vậy, thì khi họ đi phản đối như thế này thì họ phải đối diện với cả những cái khó khăn, đối diện với cả những cái tấn công của công an Việt Nam. Thì đấy là cái điều rất tệ hại, và Việt Nam nên có những cái bộ luật biểu tình nhanh chóng để cho những người dân có thể thể hiện một cái ôn hòa cái phản đối của mình đối với Trung Quốc, hoặc là đối với những cái vấn đề mà liên quan đến môi trường, môi sinh mà họ đang sống. Ở đây là hình ảnh của cô Thảo Teresa ngày 6 tháng 8. Hôm nay cô đã biểu tình trước cửa sứ quán Trung Quốc, đã giơ cao như vậy. Tuy nhiên rất ít người tham gia biểu tình, thì các bạn cũng đã biết. Và sở dĩ tại sao họ biểu tình, và các bạn biết rồi, và theo cái thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được mới nhất ngày hôm nay do ông phó giáo sư Martin, ông đã chia sẻ trên cái trang tweet của ông liên tục. Và đây là cái biểu đồ di chuyển của những chiếc tàu Hải Dương 8 ngày hôm nay, mới nhất ngày hôm nay. Và từ tháng 7 đến nay nó đi rất nhiều lần vào trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và họ đã thăm dò địa chất ở khu vực này. Thì đây là cái điều hết sức sai trái của Trung Quốc đối với Việt Nam, nhưng báo chí trong nước hiện nay đăng tải không đầy đủ và thiếu đúng đắn, cho nên người dân Việt Nam hoàn toàn thiếu những thông tin tương tự như vậy. Và để biết được những thông tin này thì các bạn hãy truy cập những trang mạng xã hội như Twitter hoặc là Facebook, hoặc là những cái trang báo chí nước ngoài, để các bạn sẽ biết được thực trạng Việt Nam đang nằm nguy hiểm như thế nào khi mà có 80 chiếc tàu của Trung Quốc đang bao vây cái khu vực này, bờ biển này phía nam của Việt Nam, đó là vùng bãi Tư Chính, nơi mà nhà giàn DK1 với những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam nắm chốt. Và số lượng tàu Việt Nam thì ít hơn rất nhiều, và về số lượng và ít hơn rất nhiều về cái những cái tàu trọng tải của tàu, cho nên là thường chúng ta sẽ bị lấn át đối với Trung Quốc. Và không những thế mà Trung Quốc đã trong thời gian vừa qua đã tuyên bố là bắt đầu từ ngày 6 và 7 tới hôm nay và ngày mai là tuyên bố là tập trận ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và họ đưa ra những cái tàu chiến cực lớn với những cái vũ khí rất hiện đại, có thể bắn cháy hoặc là bắn chìm cả những tàu sân bay. Và đây là cái sự đe dọa trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, mà không những thế mà đe dọa cả cái tự do hàng hải của các nước trên thế giới đi qua khu vực này, nơi mà có khoảng 5.000 tỷ hàng hóa lưu thông ở vùng biển của Việt Nam. Đây là chiếc tàu, hình ảnh chiếc tàu của chiến của Trung Quốc đang tập trận ngày hôm nay ở ngoài bờ biển Hoàng Sa của Việt Nam. Và tất nhiên là đối với những cái trường hợp như vậy thì phía Mỹ họ cũng đã có những cái đối sách nhất định, đó là họ cử ngay lập tức cũng ngày hôm nay tàu sân bay. Đây là hình ảnh tàu sân bay của Ronald Reagan đã được cử ra để tập trận ngày hôm nay với 100 chiếc máy bay chiến đấu được sử dụng cho các hoạt động tác chiến điện tử và chống ngầm. Thì đây là chiếc tàu sân bay rất lớn của Mỹ, và hiện nay bắt đầu đi vào vùng Biển Đông để đối kháng lại việc Trung Quốc cho tàu tập trận ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Thì đây là cái điều mà quốc tế đang làm. Vậy Việt Nam đứng giữa ngã ba đường thì phải quyết định, nên có cái quyết định của mình là nên theo hoặc là nên đi và tham gia vào những cái tổ chức nào đó của quốc tế, của thế giới, để họ có thể cùng với Việt Nam bảo vệ Việt Nam và bảo vệ chung cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như là cái tự do hàng hải trên thế giới. Hiện nay Việt Nam và Trung Quốc đều là hai thể chế cộng sản tương đồng, nhưng hai nước này đang có mâu thuẫn rất lớn về mặt chủ quyền biển đảo, và Việt Nam không thể dựa vào Trung Quốc được. Và đối với Nga thì là một nước lớn, nhưng cũng là một cái nước cung cấp rất nhiều vũ khí và bán vũ khí cho Trung Quốc nhiều hơn Việt Nam rất nhiều, cho nên quyền lợi của Nga với Trung Quốc cũng rất lớn, cho nên chúng ta cũng không thể trông chờ vào cái hải quân hoặc là cái ủng hộ của Nga ở một cái mức nào đó.
mà hiện nay hoạt động mạnh nhất ở trên vùng bờ biển này vẫn là hoạt động của các tàu hải quân của các nước thuộc khối NATO, tức là của Mỹ hoặc là của Anh và của Pháp. Thì tới đây chắc chắn là sẽ xảy ra rất nhiều những cái đụng độ ở vùng bờ biển của Việt Nam, đó là bãi Tư Chính. Và cụ thể mà chúng ta đã thấy trong toàn bộ cái thời gian vừa qua thì ông Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam, tức là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là người đứng đầu nhà nước, vẫn chưa có bất kỳ một cái tiếng nói nào. Ông ta hoàn toàn im lặng khi mà Trung Quốc đưa tàu, đưa 80 cái tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hiện nay các chiến sĩ hải quân của Việt Nam đang căng mình để bảo vệ bờ biển, và cũng như là các chiến sĩ của Cảnh sát biển Việt Nam cũng đang phải làm nhiệm vụ ngoài đó. Nhưng ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dường như là cáo bệnh, đã ốm nằm nhà, nằm đâu đó và không hề nói cái gì. Nhưng mà ông ta sẽ rất nhiệt tình nếu ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Việt Nam thăm, thì ông ta đi uống chè, uống trà với Trung Quốc và khen trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam. Nhưng khi Việt Nam, đất nước mà ông ta làm người đứng đầu nhà nước, thì lại không có bất cứ một cái phản ứng nào khi Việt Nam đang lâm nguy như hiện nay. Mà chỉ cuối cùng là chỉ có Mỹ là cái đất nước mà cựu thù của Việt Nam lại lên tiếng phản đối Trung Quốc nhiều nhất, đó là việc yêu cầu Trung Quốc không được bắt nạt nước nhỏ như Việt Nam. Tuy vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đang có vấn đề về thể chế, đó là việc ông vẫn kêu gọi là kiên định xã hội chủ nghĩa, cái thể chế mà các nước dân chủ và các nước trên thế giới đã bỏ đi từ rất lâu rồi. Thế nhưng ngược lại thì ông Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump thì nói là đoàn kết để chống chủ nghĩa xã hội, là chủ nghĩa, và ông ta nói trước Liên Hợp Quốc là chủ nghĩa xã hội chỉ đem đến cái đau khổ cho người dân mà thôi. Vậy thì hai cái người này là đại diện cho hai cái quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người cũng năm nay cũng trên 75 tuổi, và ông cũng bị đột quỵ lần một, thì bây giờ sức khỏe ông rất yếu, giữa đất nước đang lâm nguy như thế này, và đang rất cần những cái người lãnh đạo có sức khỏe, có đủ trí minh mẫn và có đủ cái nhận thức để có thể giao tiếp với quốc tế, để giúp Việt Nam và thoát ra khỏi cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc, và Việt Nam sẽ trở thành một đất nước hùng mạnh và độc lập và tự chủ hơn trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày hôm nay, trước cửa chúng tôi đây là khu văn hóa của Trung Quốc đã đặt ở Berlin, và chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái thông tin mà các bạn có yêu cầu để cung cấp cho các bạn trong thời gian ngắn nhất và nhanh nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Lê Trung Khoa.